đố nữa đi, ta nói cho nghe. Anh nói anh thấy sao hiểu trọng thì tôi đố anh thêm lần nữa nè. Ừ, đố đi. Nghe này nha. Cho anh này biết được cùng trăng, chung quanh này hoa lá tú tươi muôn màu. Đố anh này biết được nơi này loài hoa này xinh đẹp là hoa hoa hồng. Biết không hả? Hoa hồng làm sao có ở đây? Có chăng này là có ở miền Hoa Viên, Hoa Viên, Hoa Viên, Hoa Viên. Ở đây này núi dập trùng, làm sao này có được hoa hồng là hồng ở đây. Hoa hồng này lẫn vô trong anh, bởi anh này nhắm mắt làm sao thấy hoa hồng. Đồ đuôi, đồ đuôi, đồ đuôi, đồ lót trong té đổ. Núi đầm nè, núi chém